Hôn nhân của Thanh Bùi bị ví von chuột xa chĩnh gạo vì gia thế của vợ Trương Huệ Vân. Năm 2013, Thanh Bùi kết hôn với Trương Huệ Vân, cô gái sinh năm 1988 là tiểu thư trong gia đình giàu có, chuyên kinh doanh bất động sản, trung tâm thương mại, chuỗi nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Trước khi về chung nhà, cặp đôi đã bên nhau 4 năm, nhưng rất kín tiếng. Đến năm 2016, vợ chồng Thanh Bùi chào đón hai bé trai sinh đôi. Thời điểm đó, Thanh Bùi được ví như chuột xa chĩnh gạo vì lấy được vợ có gia thế khủng. Trương Huệ Vân là thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương. Bố cô là nam doanh nhân được biết tới khá nhiều trong lĩnh vực bất động sản. Dù có sự nghiệp thành công, song nhắc đến Thanh Bùi mọi người vẫn giữ định kiến. Nam ca sĩ tạo dựng được sự nghiệp như hiện tại là nhờ lấy vợ đại gia. Trước những lời đàm tiếu, Thanh Bùi cười lớn. Tôi đâu có quan tâm nên cũng không có cảm giác bị đụng chạm khi mọi người nói tôi thành công nhờ vợ. Bản thân tôi đâu phải chỉ ngồi đó và không làm gì. Thành công đều bắt đầu từ hành động. May mắn là tôi quá hiểu mình nên rất khó để ai, điều gì tác động lên mình. Nếu sống mà phải đi giải thích cho từng người thì phí quá. Thời gian đó đi làm việc có ý nghĩa hơn. Sau đám cưới, Trương Huệ Vân vẫn miệt mài với công việc quản lý khách sạn của gia đình và là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp âm nhạc. Khi Thanh Bùi mở trường đào tạo âm nhạc, Trương Huệ Vân cùng mọi người dọn dẹp sắp xếp phòng dạy hát cho chồng. Những điều cô đã làm khiến chồng cảm động bật khóc cảm ơn vợ trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường. Vốn là người kín tiếng, Thanh Bùi rất hiếm khi chia sẻ về gia đình, đặc biệt là về vợ đại gia. Thế nhưng nam nhạc sĩ không giấu được niềm hạnh phúc tự hào mỗi khi nhắc đến vợ. Anh nhiều lần khẳng định, tôi lãi lớn khi kết hôn. Chia sẻ thêm về người vợ của mình, Thanh Bùi cho biết anh không chỉ tìm được sự đồng cảm với vợ nhờ âm nhạc, mà cả hai còn chung suy nghĩ quan điểm sống. Thế nên dù quyết định hoặc làm bất cứ việc gì, vợ chồng anh đều rất hiểu nhau. Giữa chúng tôi không chỉ thông cảm mà còn có niềm tin tuyệt đối dành cho nhau. Có khi cả hai không cần nói ra mà đã hiểu. Trong cuộc sống gia đình, từng chuyện nhỏ mà phải giải thích thì rất mệt mỏi. Với Thanh Bùi, để giữ hạnh phúc gia đình khi cả vợ và chồng đều bận rộn thì đó chính là sự tôn trọng. Thanh Bùi quan niệm khi đã về nhà thì sẽ luôn tôn trọng, mang theo sự vui vẻ thoải mái và năng lượng đến với vợ con.